Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Annie Story nhé. Thì hôm nay ở Nhật á, là trời đã sắp vào thu rồi. Không khí không còn nóng bức nữa, mà hơi se se lạnh lạnh nha. Thì hôm nay là tôi sẽ dắt mọi người đi đâu nè. Hôm nay á, là mình sẽ đi dạo một chút xíu, rồi sau đó là mình sẽ đi mua đồ cho các con nha. Tại vì đồ mùa đông năm ngoái của bọn nhỏ thì đã chật hết rồi. Thì hôm nay thì vẫn như cũ thôi, tự chọn là Uniqlo nha mọi người. Uniqlo á, ở Nhật á, thì nó thuộc là những cái món đồ nó hơi bình dân một chút xíu. Ở trong Uniqlo mình đi á, thì nó có bán hoa nữa nè mọi người. Rất là dễ thương nha, rất là xinh luôn đó. Thì họ chia sẵn ra như vậy nè mọi người. Rồi sau đó nếu như mình thích á, thì mình sẽ lấy từng bó về và mình có thể mix lại với nhau. Rất là dễ thương đúng không? Ở đây á, của Uniqlo á, thì có 3 tầng. Tầng 1 nè, tầng 2 là của Jill và tầng 3 là của đồ trẻ con nha. Thì chủ yếu hôm nay á, là mình sẽ đi mua quần nè, và đi mua những cái đồ heat tech á, là mấy cái đồ mà mặc ở bên trong á, để giữ ấm. Còn anh bạn nhỏ thì phải mua thêm quần mới, tại vì quần cũ cũng chật hết luôn rồi. Khi mà mua đồ xong á, thì mình quyết định là sẽ không có đi về luôn, mà mình sẽ đi dạo một chút xíu nè. Thường thường thì mình sẽ đi dạo một chút như vậy, chỉ có một mình thôi, cứ đi tản bộ như vậy đó, để tìm lại một chút xíu gì bình yên nè. Tại vì lát nữa về nhà thì chắc chắn là sẽ rất ồn ào đúng không? Ai làm mẹ thì cũng biết mà đúng không? Mọi trẻ con khá là ồn ào. Làm mẹ xa quê hương là một trải nghiệm thật là đặc biệt. Ở Nhật á, mọi thứ đều có quy củ nè, từ việc chăm sóc trẻ nhỏ đến môi trường giáo dục. Mỗi ngày mình cố gắng hòa nhập với cuộc sống nơi đây và tìm cách nuôi cái con phù hợp với cả văn hóa Nhật và cả văn hóa Việt nữa. Dù cuộc sống ở Nhật rất tốt về nhiều mặt, nhưng làm mẹ tại đây cũng đi kèm không ít thử thách đâu mọi người. Từ ngôn ngữ đến văn hóa, rồi những khác biệt về cách nuôi dạy trẻ nè, mình đã phải học rất là nhiều điều mới. Đôi khi việc một mình lo liệu mọi thứ cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là khi mà các bé ốm đau đó. Ai là mẹ ở Nhật thì chắc chắn hiểu điều này rõ nhất đúng không? Dù có khó khăn á, nhưng những niềm vui trong hành trình này thật là đáng giá. Mình thích cùng con khám phá văn hóa Nhật nè, cùng nhau nấu ăn nè, hoặc là tham gia vào các lễ hội. Và nhìn các con lớn lên học cách yêu thương cả hai nền văn hóa là niềm vui lớn nhất đối với mình đó. Làm mẹ ở Nhật là hành trình có nhiều cảm xúc lắm, nhưng mình rất biết ơn những trải nghiệm này. Nó giúp mình trưởng thành hơn nè, yêu thương các con một cách toàn diện hơn, và rất là nhiều điều nữa. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta thích những cái nơi ồn ào náo nhiệt đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta có tuổi một chút xíu rồi á, thì năm nay cũng U40 rồi, nên là mình cũng thích những cái nơi nào mà nó yên tĩnh một chút xíu. Mình thì cũng khá thích là ngồi một mình nè, yên tĩnh, quan sát mọi thứ thật là chậm, lắng nghe tất cả những âm thanh của cuộc sống, dù chỉ là nhỏ nhất thôi. Rồi cảm nhận mọi thứ một cách chậm nhất có thể, để thấy được rằng trong tâm hồn mình có một cái sự bình yên. Không biết mọi người có giống như mình không, nhưng mà khi mà đổ qua mùa thu á, có một cái cảm giác nó rất là bồi hồi, khó diễn tả lắm. Nó không có nóng mà nó cũng không có lạnh lắm. Mình cảm thấy rất là bình yên. Và đôi khi mình chỉ có muốn ngồi hoài một chỗ thôi, chỉ muốn được hít thở thật là chậm rãi thôi.
cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình trong hành trình ngắn ngủi này nhé. Đôi khi chỉ cần một chút thời gian lặng yên và những khoảnh khắc nhỏ bé cũng có thể giúp mình tìm lại sự cân bằng và niềm vui giản đơn. Nếu bạn cũng là một người mẹ, hãy dành thời gian cho bản thân, cho những phút giây riêng nhé, bởi vì bạn xứng đáng. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo nhé.